Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức công bố đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030. Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng thành phố môi trường có tổng kinh phí ước tính hơn 15.500 tỷ đồng, thực hiện 51 nhiệm vụ, phấn đấu đạt được 31 tiêu chí. Trọng điểm đến năm 2030, thành phố phát triển trở thành đô thị sinh thái. Bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong đề án gồm phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, cải thiện môi trường, đất, nước, không khí, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức cho nhân dân. Nằm trong chuỗi các hoạt động, dự kiến đến ngày 29 tháng 4, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Đại nhạc hội Thế giới nước với chủ đề Nước hồi sinh, với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ trong và ngoài nước, nhằm truyền tải thông điệp cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường nước. Với chủ đề tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tháng thanh niên năm 2021 ở Đắk Lắk đã diễn ra chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn với nhiều nội dung ý nghĩa thiết thực. Trong tháng, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện 710 công trình phần việc thanh niên với tổng kinh phí 8,2 tỷ đồng, đã tổ chức 346 buổi tuyên truyền và hoạt động về bảo vệ môi trường, phòng chống tác hại của rác thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu, thu hút trên 20.700 đoàn viên tham gia, sửa chữa hơn 25 km đường nông thôn, thực hiện hơn 20 km thắp sáng đường quê, tổ chức 10 hoạt động hiến máu tình nguyện, huy động hơn 2.960 đơn vị máu. Có 236 hoạt động được tổ chức trong ngày thứ Bảy tình nguyện và 24 hoạt động thực hiện chương trình tháng 3 biên giới. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được các cơ sở đoàn chú trọng triển khai thực hiện thông qua các hoạt động như tổ chức tham quan các mô hình của thanh niên, cung cấp các thông tin về kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng dẫn tư vấn cho thanh niên, xây dựng đề án và tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ về phát triển kinh tế của đoàn. Các cấp bộ đoàn tổ chức hơn 700 hoạt động thi đua trong tháng thanh niên với sự tham gia của hơn 71.330 đoàn viên thanh niên thiếu nhi, hơn 396 ngày hội, cuộc thi dành cho thiếu nhi. Trong năm 2020, có thêm 7 xã đã được Hội đồng Thẩm định tỉnh Đắk Nông bỏ phiếu thống nhất đạt chuẩn. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận. Với sự nỗ lực của các cấp ngành và địa phương trong năm 2020, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đời sống vật chất tinh thần của người dân và môi trường nông thôn từng bước được cải thiện. Đến nay, tỉnh Đắk Nông có 29 trên 60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 48,3%. Bình quân toàn tỉnh Đắk Nông, mỗi xã đạt 15,78 tiêu chí, tăng 1,28 tiêu chí trên một xã so với năm 2019. Riêng đối với 31 xã chưa đạt chuẩn, thì bình quân mỗi xã đạt 12,77 tiêu chí trên một xã và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Kế hoạch năm 2021, tỉnh Đắk Nông phấn đấu có thêm từ 4 đến 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng đối với huyện Đắk Sơ Lấp, hoàn thành các điều kiện và lập hồ sơ đề nghị thẩm định sẽ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Đắk Nông. Để nâng cao hiệu quả kinh tế và từng bước đa dạng hóa cây trồng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh phát triển các diện tích trồng rau. Hiện địa phương đã hình thành vùng sản xuất chuyên canh rau với diện tích 524 ha ven sông Đồng Nai. Các loại rau được trồng nhiều ở huyện Cát Tiên là cải xanh, đậu leo, dưa leo, khổ qua và xà lách. Nhờ phù hợp thổ nhưỡng nên các diện tích trồng rau dọc bờ sông Đồng Nai phát triển tốt, ít sâu bệnh và được đánh giá cao về chất lượng. Hiện sản phẩm rau của nông dân huyện Cát Tiên không chỉ bán nội vùng mà còn được mở rộng tới thị trường các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước. Bình quân mỗi hecta trồng rau mang lại cho nông dân Cát Tiên khoảng từ 300 triệu tới 500 triệu đồng mỗi năm, cao gấp 5 tới 10 lần trồng lúa. Hiện ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên đang khuyến khích và hỗ trợ kỹ thuật, vốn giống để các gia đình có diện tích đất dọc theo sông Đồng Nai tiếp tục chuyển đổi từ các cây trồng khác sang sản xuất rau theo hướng công nghệ cao để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Dự kiến trong tuần này, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai đợt 2 tiêm chủng phòng COVID-19. Đợt này có khoảng 6.800 người sẽ được tiêm vaccine. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 6.800 liều vaccine AstraZeneca do Bộ Y tế cung cấp. Đối tượng theo thứ tự cụ thể ưu tiên được tiêm đợt 2 gồm người làm việc trong các cơ sở y tế công và tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,
người tham gia phòng chống dịch các cấp. Thời gian triển khai tiêm sẽ hoàn thành trong tháng 4 và tháng 5. Đợt này, tỉnh Khánh Hòa sẽ thành lập 38 điểm tiêm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa lên phương án cụ thể về tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vaccine, vật tư tiêm chủng về các địa phương. Toàn tỉnh thành lập 36 đội cấp cứu lưu động để xử lý các vấn đề xảy ra trong quá trình tiêm chủng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an thành phố Đông Hà đã ập vào một sới gà tại địa chỉ số 30 đường Thái Phiên, khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, do bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1955, trú tại khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang 45 người đang đứng xem đá gà và cá cược với nhau bằng tiền mặt. Khi các đối tượng đang đứng xem đá gà và cá cược với nhau bằng tiền mặt tại sới gà, thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc với tăng vật gồm 13 con gà đá, 103 triệu đồng tiền mặt, 20 chiếc xe máy, 1 ô tô. Đây là một sới gà hoạt động có quy mô lớn, thu hút các đối tượng cá cược từ các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tham gia. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật. Đây là một trong những kết quả nổi bật trong những ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Công an thành phố Đông Hà. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri. Ủy ban bầu cử các địa phương đã tập trung rà soát, lập danh sách cử tri chặt chẽ, đúng, đủ và chính xác để đảm bảo quyền và trách nhiệm của cử tri trong bầu cử. Phản ánh tại thành phố Quảng Ngãi, địa bàn có số cử tri đông nhất tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình bà Huỳnh Thị Minh Phương ở tổ 5, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi có 6 cử tri. Ngay sau khi phường niêm yết danh sách cử tri, bà đã đến theo dõi và kiểm tra thông tin của các thành viên trong gia đình. Mình là người dân thì mình cũng phải tới mình coi thử, chứ lỡ gia đình nhà mình mà có 6 người mà có 5 người thì mình phải báo với cả tổ bầu cử để người ta xem, người ta làm lại. Thành phố Quảng Ngãi có trên 187.000 cử tri đi bầu tại 167 khu vực bỏ phiếu, là địa bàn có số cử tri đông nhất tỉnh Quảng Ngãi. Vì thế, thành phố đã tăng cường, chỉ đạo tập trung công tác lập danh sách cử tri để đảm bảo quyền và trách nhiệm của công dân trong bầu cử. Sau khi niêm yết, các tổ bầu cử đã thông báo, công bố rộng rãi đến cử tri để đến kiểm tra và điều chỉnh thông tin nếu có sai sót. Sau khi mà niêm yết cử tri á, thì toàn bộ toàn dân người ta họ đi đến hội xem thử có mình có được nhận cử tri không. Và nếu có thì thôi, không có thì đề xuất với anh đồng chí thôn trưởng để đưa danh sách vào. Để đảm bảo quyền lợi của tất cả các cử tri, công an các xã phường tập trung rà soát số nhân khẩu, hộ khẩu, những người tạm trú tạm vắng trên địa bàn, phối hợp với các thôn, tổ dân phố rà soát số cử tri, đặc biệt là cử tri tạm trú để nắm danh sách. Những thông tin thiếu sót hoặc chưa chính xác sẽ tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện để bảo đảm việc cấp thẻ cử tri đầy đủ, chính xác. Rà soát lại toàn bộ cái số công dân tăng độ tuổi để thực hiện cái quyền bầu cử của mình, rà soát từng cái hộ mộc, và nếu như có cái trường hợp mà cử tri đã vắng địa phương thì cũng đã sẽ chốt đưa ra khỏi cái danh sách theo các cái quy định. Đấy. Và còn lại thì rà soát bổ sung và đấu chiếu từ hệ thống của công an, bộ phận công an, xong là bộ chiếu ở các thôn đến từng khu dân cư để đấu chiếu. Trước ngày 13 tháng 4, thành phố Quảng Ngãi đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri. Danh sách cử tri được niêm yết công khai trong 30 ngày và tiếp tục được bổ sung các trường hợp đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Thành phố Quảng Ngãi thực hiện tốt việc rà soát, lập danh sách cử tri nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân.